Chào các bạn. Hôm nay mình vật 7 tháng 9 sẽ làm một clip chủ yếu là giải thích mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian vừa qua đối với video mà mình up lên cách đây mấy ngày, đó là làm đèn ngủ tự xoay bằng lon bia, lon coca, lon nước ngọt gì đấy. Thì hôm nay cái video này mình chủ yếu là giải thích cái thắc mắc của các bạn rất là nhiều cái thắc mắc, nhưng chủ yếu là thắc mắc của bạn nhiều nhất là nó không quay được. Thì hôm nay mình sẽ lặp lại một lần nữa chi tiết hơn dụng cụ với lại các nguyên vật liệu ta vẫn không khác lần trước là cái gì cả. Thì đầu tiên chúng ta bước vào làm cái lon trước nhé. Cái lon mình sẽ làm phần cái quạt trước. Cũng như vậy, những lần trước mình sẽ chia ra thành 6 cánh. Mình sẽ dùng bút mình kẻ nó. Sáu cánh này các bạn kẻ nó cũng không cần đều lắm đâu. Mình đã kẻ 6 cánh, rất nhiều bạn đã vào làm được rồi nhưng mà nó vẫn không quay được. Thì vẫn như lần trước, mình sẽ đục cái 6 cánh này ra bằng dao nhọn. Đây, mình đã xuyên xong 6 cái cánh. Các bạn nhớ là xuyên cho nó đúng mép ở đây này, mép ở này. Chứ đừng nên thụt vào quá mà cũng đừng nên ra quá. Đúng vào cái mép ở đây này. Đây, mép đấy. Sau đó bắt đầu, bây giờ chúng ta tạo cánh quạt. Cánh quạt thì cũng rất nhiều bạn hỏi là muốn quay sang phải thì làm sao tạo cánh quạt sao? Hay trái thì tạo như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ thiết kế cho nó quay theo chiều kim đồng hồ nhé. Chiều kim đồng hồ đây. Muốn nó quay lại được bên đó thì chúng ta phải tạo cánh quạt độ vát lại bên này. Ngược lại. Này, mình sẽ bẫy lên đường này. Chút nữa là nó sẽ quay về bên bên phải theo chiều kim đồng hồ. Các bạn bẫy nó lên để tạo độ vát. Mà các bạn chú ý là tạo độ vát thật sâu lên. Chứ không nhiều bạn tạo độ vát nó được chỉ có từ đây. Như phần đây là nó không đủ. Ta cố gắng đưa cái mũi dao vào sâu, chúng ta bẫy lên. Bước ban đầu thì ai làm nó cũng khó khăn. Các bạn cứ kiên trì làm chắc chắn nó sẽ quay được. Và trong video mình sẽ làm 100% là thật chứ không có một chút gì là như có nhiều video là thế này thế kia rồi. Chủ yếu là làm cho các bạn thấy nó hay thì làm nhưng mà cuối cùng làm không được. Nên cuối cùng là người ta lừa. Mình không có một cái motor nào hết. Đây nó chủ yếu là nhiệt ở cái bóng đèn nó bốc lên. Thì nó qua cái khe này tạo cho cánh quạt quay. Cái phần cạnh bên đây thì các bạn nâng nó lên, bẫy nó lên. Còn phần cạnh bên đây, các bạn
nhấn xuống, nhận nó xuống. Một bên nhận xuống và một bên bạn nâng lên thì cái độ vát nó sẽ nhiều hơn, nó dễ quay hơn. Đây, sau khi mình làm xong nó được như này. Bạn để ý, nếu như muốn quay chiều kim đồng hồ chúng ta sẽ bẫy như thế này. Còn nếu như mà muốn quay ngược kim đồng hồ chúng ta bẫy ngược lại. Bẫy ngược lại này là sẽ quay ngược kim đồng hồ. Đây là phần kính quạt, chúng ta cơ bản như này là xong rồi. Để đến với phần nắp lon này thì có nhiều bạn cũng hỏi làm cách nào để mà lấy nó ra được, thì rất đơn giản. Này, đây là giấy nhám thì nhiều các cửa hàng vật liệu xây dựng người ta hay bán. Mình dùng loại giấy nhám này, giấy nhám lớn nhất thì phải là 40, là độ nhám nó cao, mài nó nhanh. Còn nếu các bạn không có giấy nhám thì các bạn có thể dùng rũa, có thể dùng nền bê tông, có thể dùng nền mà láng bằng xi măng và cát ấy, miễn là có độ nhám chúng ta trả xuống. Bạn nào mà làm lâu rồi mình chắc nghĩ khoảng tầm 5 phút là chắc chắn là các bạn có thể lấy được nắp này ra. Thế còn nếu mà các cái trường hợp đấy không được thì các bạn chịu khó gây tay gọt và cuối cùng nó sẽ ra những cái kẽ như thế này. Đây, kẽ đây lấy ra rất đơn giản. Đấy, lúc nãy mình mài trước rồi, cho video các bạn xem nó được nhanh hơn. Mình mài bằng giấy nhám vẫn như lần trước, ta mài cái phần cạnh đi cho nó đỡ bị dứt tay. Xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ cái phần đấy này đang bẩn, để mình đang còn dính nước ngọt này thì các bạn nên vệ sinh rửa cho nó sạch đi. À, cái phần đáy bên trong dưới đáy này thì chính giữa nó, các bạn sẽ tạo một cái độ lõm của nó nhất định thôi chứ không cần phải lõm quá. Thì độ lõm sao, có thể là lấy cây bút các bạn tạo độ lõm cũng được, mà có thể lấy cái đũa này các bạn tạo cũng được, để khi ta cắm cái kim vào đây này thì nó sẽ không bị trật sang trật lại, thì mình lấy đũa cũng được. Các bạn nhận một cái đồ lõm nó không cần phải lõm quá. Nếu lõm quá khi các bạn để là nó sẽ xít cái phần nhọn, cái đinh nó sẽ tiếp xúc nhiều hơn, nên là độ ma sát cao thì nó quay kém hơn. Hơi lõm huyền huyền thôi. Đây, nó có thể làm được, còn rung thế này nó cũng không rơi. Thế là được rồi, không cần phải lõm quá. Đây, cái đồ lõm này, các bạn thấy đây, nó chỉ lõm một chút xíu thôi. Đấy, thế là coi như là phần lon là xong. Này, các bạn này, có thể lấy đũa cũng được, tạo độ vát thêm chút nữa. Video này mình sẽ làm chắc chắn 100% nó sẽ phải quay. Nếu trường hợp chút là cái lon này không quay, mình sẽ để đó và mình khắc phục luôn, cái hướng khắc phục luôn cho các bạn, để các bạn chắc chắn có thể làm nó quay được. Đấy, tạm thời là thế đi, nếu mà có vấn đề thì ta lại làm tiếp. Đây, lon đã ok, đã xong. Đấy, phần trục thì mình dùng cái đũa, mình đóng cái kim vào đây. Đấy, các bạn thấy cái đầu nhọn mình cho lên trên, còn cái đầu đít kim mình cắm vào đây. Còn bóng đèn các bạn mua sử dụng cái loại bóng đèn cỏ nhót, bóng đèn ngủ cỏ nhót này. Nếu mua ở ngoài cửa hàng điện gia dụng người ta bán mình cái bóng này này, thì hôm rồi mình mua hai bóng này là hết 3.000. Còn nếu các bạn mua cái đuôi nó không phải là như này, nó còn một cái chụp nhựa xòe xòe xung quanh này. Thì hai cái này nếu mà mua bộ của nó thì người ta bán 5.000 một bộ gồm đuôi và đèn.
Sau đó về các bạn lấy vứt cái chụp đó đi, không cần thiết. Các bạn lấy mình cái đuôi như thế này thôi. Đấy, họ xé mã. Đây, hai cái. Về các bạn làm này. Đúng rồi. Các bạn gắn vào đuôi nha. Và cách đấu như sau. Cách đấu thì mỗi bóng sẽ có hai dây như này. Đấy. Thì các bạn đây, mình các bạn sẽ đấu song song một dây của bóng này và một dây bóng này, các bạn chập lại với nhau. Sau đó các bạn đấu vào một đầu dây của ổ cắm. Còn lại bên còn lại cũng vậy. Còn lại cứ mỗi bóng còn lại một dây chập lại với nhau, xong đấu vào phi cắm. Hay là ok, cách đấu là như vậy. Đây hai bóng đây. Dây nó chạy này. Đây là phần đấu điện cũng là xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng giấy, giống lần trước là dùng giấy để cách điện giữa bóng này với nhau. Cái phần này là nó sẽ có điện, nếu ta để trống như vậy nó sẽ không an toàn. Còn nếu ta dán băng dính không thì chút nữa bóng đèn nó sáng là nó chảy cái băng dính ra, nóng chảy băng dính ra thì không an toàn. Các bạn thông cảm. Cái máy quay mình nó vừa hết pin xong, mình lại phải sạc nó. Bây giờ mới làm tiếp được. Để mình vẫn để nguyên hiện trạng này. Đấy. Chúng ta đang làm, mình đang nói giữa cái đoạn làm bóng bọc bóng đèn. Ta bọc vào. Đây. Bóng mình bọc xong, bọc sơ này thôi. Nên các bạn làm càng cẩn thận càng tốt, càng an toàn. Chủ yếu là làm giải thích sao cho nó quay, các bạn chủ yếu thế thôi. Phần này bọc nó an toàn là khi cái lon nó quay nó không đụng vào cái phần điện này, nó nhẹm là lon này. Tặng cho người yêu mà bị điện giật thì thôi rồi. Bọc đã xong hai cái bóng này này, bọc xong không lòi phân điện ra hết nhé. Sau đó các bạn gắn nó vào cái trục này, thì cũng có nhiều bạn hỏi là nên là gắn cao hay gắn thấp như thế nào. Thì là cái đinh này nên cái kim này nó khoảng tầm 2 phân khoảng 2 cm, các bạn thấy khoảng 2 cm. Thì các bạn để cái đầu bóng đèn này nó ngang bằng với cái này cũng được, ngang bằng với cái phần cái đũa này. Đấy. Ta quấn băng keo vào. Tiếp tục bóng thứ hai. Ta chắp vào cũng như cũng vậy. Bóng này mình dùng là bóng 6W, à 10W. Trên cái đùi bóng nó có ghi là 220V 10W. Vị trí là hai bóng, tổng cộng là công suất của nó là 20W mới đủ được độ nóng cho cái lon nó quay. Đây, sau khi mình liên kết xong cái này, các bạn để hai bóng đèn nó gần nhau, nó không cần phải để là hai bên sợ nó chút nữa sẽ chạm vào cái vỏ lon này, không đảm bảo. Thì như bình thường thì mình làm có đế đấy, nhưng bây giờ mình làm cái này mình kẹp lại cho làm sao miễn nó đứng là được, để mình làm cho các bạn theo dõi thôi. Để mình kê cho nó đứng lại. Thì cái này thì cũng có nhiều bạn hỏi là làm cao hay là làm cái trục nó cao hay thấp thì nó có liên quan gì không. Theo mình là không, nó không vấn đề gì hết, nó không ảnh hưởng gì hết. Sau khi mình kê xong thì cái lon nó như thế này.
các bạn phải đảm bảo rằng khi các bạn đặt cái lon lên, nó phải nằm ở trạng thái lơ lửng như này. Chỉ có cái phần cái đinh này, cái kim này nó chạm cái phần đít của cái lon này thôi. Còn các phần còn lại các bạn phải chỉnh làm sao cái trục nó nghiêng kiểu gì cũng được, nhưng mà cái lon nó không được chạm vào một cái gì hết. Đấy, đó là yêu cầu các bạn là phải làm như thế thì nó mới quay được. Đây, nó lơ lửng như này này. Sau đây mình sẽ cắm điện. Cắm điện cho bóng đèn nó sáng nha. Đấy, bóng đèn nó đã sáng. Thì đây, bạn thấy hai bóng nó đã sáng như bình thường. Bây giờ mình đặt cái lon lên, cứ để cho nó nóng để cho nó quay. Đặt lon ở trạng thái lơ lửng nha. Các bạn chờ một chút. Nếu như nó không quay thì mình sẽ khắc phục luôn để các bạn biết được cách khắc phục. Còn nếu mình làm quay thì các bạn nó quay luôn thì khó làm, đúng không? Chúng ta đợi một lúc cho nó nóng lên xem sao nó quay không. Chờ đợi cho nó nóng, đủ độ nóng cho nó quay. Thì cũng có mấy bạn hỏi tại sao nó không quay thì mình cũng có giải thích một số vấn đề. Thì chúng ta có thể bỏ cái đầu ngoài bút vào cũng được, để dễ quay hơn. Hoặc để ngoài kim cũng được, cũng tùy. Vì mỗi điện ở mỗi nơi, mỗi các bạn là mỗi nơi sống điện nó khác nhau, nó không thể đủ 220V được, nên là có nơi nó sẽ đủ điện và nó đủ nhiệt thì nó quay. Còn có nơi nó yếu điện, nhiệt nó không đủ, nó không quay được. Các bạn để ý thấy đấy, bây giờ cái lon nó đã quay rồi, rất là đơn giản. Ban đầu nó đang quay rất từ từ thôi. Nếu như trong trường hợp cũng cùng một cái lon, cũng cùng một cái trục như vậy, các bạn đặt chỉ cần nó lệch một chút thôi nó cũng không quay được, thì các bạn là nếu không thấy không quay ấy, có thể là chỉnh cho cái phần đít và cái phần kim nó lệch một chút, làm sao các bạn thấy nó quay là được. Bây giờ nó đang quay này, mình có thể làm là nó không quay được, nên các bạn đặt khác cái là nó không quay. Đấy, quay chậm hơn. Còn các bạn để đúng trục, đúng hướng lơ lửng hoàn toàn mà nằm đúng giữa thì nó sẽ quay. Các bạn thấy đấy, cái lon đang quay đấy. Đây, rất là đơn giản đúng không ạ? Cái kim bình thường không có một vấn đề gì cả, nó vẫn nhọn cái đầu này, hai bóng sáng bình thường, mỗi bóng 10W, bóng sẽ đốt. Cái lon này cũng là lon bình thường. Đấy, tạo cái độ vát của cái này lên nó như thế này. Mình cũng làm 6 cánh như nhiều bạn cũng đang làm 6 cánh. Quan trọng nhất cho cái phần này là các bạn làm cái phần lõm cái đít này. Sẽ có nhiều bạn làm phần lõm này lõm quá. Lõm quá thì cái độ lõm nó chụp vào cái đầu của cái kim này, thì cái độ ma sát xung quanh cái độ lõm này nó nhiều, nó tác động lên cái kim nhiều, ma sát nhiều thì hướng dẫn đến là cái lon nó khó quay. Các bạn làm đồ lõm nó bình thường thôi. Ví dụ đấy, ví dụ như này, nó đang bằng như thế này, mình sẽ làm một cái lõm thật lớn, đừng nên làm lõm nhỏ quá, nó khó quay. Chủ yếu là nó đừng trượt ra khỏi cái kim thôi. Đây, các bạn làm hơi lõm một chút này. Đây, lõm lớn chứ không làm lõm nhỏ bằng cái ngoài bút.
ngòi bút các bạn nhấn cũng được, các bạn nhấn nhẹ thôi, đừng nhấn mạnh quá, thành ra nó thành cái lỗ rồi chứ không là cái lõm nữa rồi. Đây mình đặt lên cho nó quay nha. Đấy, nó quay luôn. Một khi nó đã quay rất đơn giản thôi, các bạn làm đúng thì nó quay thôi. Còn bạn làm sai thì chắc chắn là không quay được rồi. Cũng tùy theo từng bạn. Đấy, có từng nơi, có chỗ có bạn là điện nó yếu, các bạn có thể sử dụng làm ba bóng để nó đủ nhiệt thì nó mới quay được. Nên điện yếu mà dùng hai bóng nó không quay được. Đây, nếu đặt sai vị trí nó cũng quay, nó rất chậm. Này, các bạn thấy đấy. Còn cái việc các bạn mà đục lỗ xung quanh cái lo này, nó không ảnh hưởng gì cả. Mình chắc chắn một điều là không ảnh hưởng. Vì đục lỗ chúng ta thì đục cùng lắm vài cái hình, vài chữ, làm gì mà đục nó rỗng cả được. Vài hình, vài chữ không không vấn đề gì cả. Giống như video trước mình có một cái của mình ấy, thì đục nhiều lỗ nó không sao. Đây nó khó quay, ta lại chỉnh chút. Đấy, là nó quay thôi, quay chậm hơn dần 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 là nó ổn định được cái độ cân bằng của nó thì nó phải quay nhanh hơn. Các bạn thấy đấy, nó quay bình thường, nó càng nhanh dần nó quay càng nhanh hơn đấy. Nó rất là đơn giản đúng không? Này, mình sẽ quay gần lại cho các bạn thấy. Do không có để đặt máy quay nên là mình phải cầm tay đặt lên vài thứ nó không được ổn định hình ảnh cho nó. Đây, cái nít lon này các bạn thấy hầu như là cái lõm mình thấy nó rất khó, cái độ vát của nó sẽ mình các bạn thấy cái độ vát nó nhiều hơn, có mấy bạn làm độ vát rất ít. Một bên các bạn nâng, một bên các bạn bẫy lên, cái phần này các bạn bẫy lên, cái cạnh này của bên này các bạn bẫy lên, còn cạnh này các bạn lại nhận xuống. Đấy, nhận nó xuống khéo léo thì nó không bị rách cái đoạn này. Thường thường nó làm hay bị rách cái đoạn này. Đây, cái đầu bát của mình nó như thế này, các bạn thấy không? Cái lõm thì thường thường là nhìn thấy là đấy, nhìn thế này các bạn mới thấy được cái lõm này, lõm rất lớn luôn chứ không phải là cái lỗ bên trong này. Đấy, trong lõm nó rất lớn, hầu như cái kim vào nó chỉ tiếp xúc có mình cái phần đầu kim thôi. Này mình đặt lên nha, chờ một lúc cái lon này nó cũng nóng theo nhiệt theo là nó quay. Hoặc nếu nó không quay các bạn có thể chỉnh dịch đi dịch lại, kiểu gì nó cũng quay. Đấy, bắt đầu quay rồi. Đây các bạn thấy lúc nãy nó vừa quay xong, bây giờ nó lại không quay. Không quay thì chúng ta lại xích nó một chút là nó sẽ quay. Đấy, bây giờ nó quay đấy. Chỉ cần nó đúng cái điểm độ cân bằng của nó, lơ lửng của nó thì nó sẽ quay. Ban đầu nó sẽ quay nhẹ, sau dần dần nó sẽ quay mạnh hơn. Thì cái phần các bạn muốn đục xung quanh nó nhiều hay ít, lỗ lớn hay lỗ nhỏ không quan trọng lắm. Cái hơi nóng của bóng đèn nó sẽ bốc lên. Đấy, nó gặp cái cánh quạt này, nó sẽ cái luồng gió nó sẽ đi theo hướng này, nó sẽ phụt ra theo hướng này, nó cái lỗ các bạn thấy trắng trắng này, nó sẽ ra theo hướng đó thì nó đẩy cái lon hướng theo chiều kim đồng hồ. Nó đang quay đây.
Đây là video mình chủ yếu, clip này mình chủ yếu làm các bạn giải quyết mọi thắc mắc của các bạn. Và từ đầu đến giờ mình đã giải quyết hầu như là quá là chi tiết rồi. Thì bạn nào làm, nếu mà còn cái phần nào mà thắc mắc thì cứ bật cái video này xem lại từng bước mình làm. Còn nếu còn thắc mắc nữa có thể nhắn tin qua Facebook cho mình cũng được, hoặc là đến lại nhận xét ở dưới video, mình sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Và các bạn đừng quên subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi được những video mới nhất của Mèo Vặt 789, hoặc là chia sẻ cho bạn bè để chúng ta cùng biết cách làm đơn giản này. Đây, đơn giản, món quà là ý nghĩa tặng cho bạn bè hoặc là người ấy cũng được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.